Bản tin chi tiết cho biết có trên 112 triệu người Hoa Kỳ sẽ đi chơi vào mùa lễ Giáng sinh này. Theo báo cáo của cơ quan chuyên thống kê AAA, số lượng người Hoa Kỳ đi chơi vào mùa lễ Giáng sinh năm 2018 sẽ cao kỷ lục vì có khoảng 112,5 triệu người sẽ đi chơi. Theo tin của CNN, vào thứ Sáu ngày 21 tháng 12 sẽ là ngày đông người đi chơi nhất của năm 2018. AAA cho biết tổng số người đi chơi năm nay tăng 4.4% so với năm ngoái và đây là con số cao nhất theo thông số của AAA từ năm 2001 cho đến nay. Trong số 112,5 triệu người này, 102 triệu người sẽ lái xe đi chơi và các dự đoán cho biết kẹt xe sẽ làm các chuyến đi lâu hơn đến gấp 4 lần. Phát ngôn viên của AAA cho rằng người Hoa Kỳ đi chơi đông như vậy là dấu hiệu của sự phát triển kinh tế và sẽ làm cho đường xá kẹt xe và phi trường trở nên đông đúc hơn. Ngày này đông người đi chơi nhất thì còn tùy vào từng thành phố. Những thành phố bị kẹt xe nhiều nhất là tại Atlanta, Georgia vào thứ Bảy, ngày 22 tháng 12, New York vào thứ Năm, ngày 20 tháng 12 và Houston, Texas vào 2 ngày cuối tuần này.